nguyên liệu là yếu tố cốt lõi, then chốt trong sản xuất nói chung và ngành mía đường nói riêng. Để đảm bảo phát triển chuỗi giá trị hiệu quả bền vững, những năm qua, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã luôn quan tâm chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, nhằm tăng giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Do đó, trước tình hình thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của cây mía. Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đang phối hợp cùng với người dân tích cực triển khai nhiều biện pháp chăm sóc cây trồng, đảm bảo nguyên liệu cho một vụ sản xuất mới 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại thôn trại Mít của xã Hồ Phú, huyện Sơn Dương. Nơi đây thì cây mía trở thành cây trồng chính của bà con nông dân. Và cây mía những năm qua thì đã mang lại rất nhiều những lợi ích về kinh tế. Tuy nhiên thì niên vụ 2023-2024 thì có một thuận lợi nhưng cũng kèm những cái thách thức khó khăn cho ngành mía đường cũng như bà con nông dân ở đây. Đó là lượng mưa khá phổ biến. Điều này thì cũng rất tốt cho việc sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên thì cũng có thể xảy ra những cái việc như là vào những cái vùng trũng thì cái lượng ngập úng nó cũng sẽ xảy ra và điều đó gây ảnh hưởng ít nhiều cho cây trồng. Và hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại đây, như quý vị cũng đã thấy, rằng hai bên đường, một bên thì cây mía phát triển rất tốt, tuy nhiên thì một bên thì cây mía đang ngả màu vàng úa. Vậy thì hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu lý do, nguyên nhân của việc này. Xin chào ông. Ông là người dân trồng mía ở thôn trại Mít, vậy thì chúng tôi rất muốn biết rằng tại sao mà diện tích mía ở tại đây đang ngả màu vàng ạ? Vâng, thưa cô, do thời tiết năm nay là mưa rất thuận nên là nó đã đảm bảo cho một số những diện tích mà trên cao thì là cây mía phát triển rất tốt, nhưng mà đây do một số cái diện tích bị trũng nên là nó ảnh hưởng rất lớn đến cây mía không phát triển được và đã trở ra vàng úa, mà dân đã chăm sóc nhưng mà cây mía đang dần dần để phục hồi. Nó cũng do ảnh hưởng của cái diện tích bị trũng, chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch là cũng đề nghị với xin với lại xã cấp để xin tôn tạo, cải tạo để nâng một phần lên để trồng cây mía để cho nó đảm bảo nó có năng suất. Hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có gần 2.000 hecta mía nguyên liệu. Niên vụ 2023-2024, sản lượng mía của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đạt trên 100.000 tấn, sản xuất 10.000 tấn đường thành phẩm, doanh thu trên 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 8 triệu đồng một người trên tháng. Để có được thành quả này, 4 năm qua, ngành mía đường đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để có được sự khởi sắc mới. Giá nguyên liệu và giá đường thành phẩm đều tăng. Điều này tác động trực tiếp tới sản xuất và đời sống của cán bộ, công nhân ngành đường cũng như người trồng mía. Để đảm bảo cho sản xuất, một trong những giải pháp có tính bền vững và lâu dài đó là xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ quy hoạch, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo giá trị gia tăng ngay trên đồng đất quê hương cho người nông dân. Được cái sự vào cuộc của cơ quan nhà nước, rồi các cái cơ quan của trong tỉnh, như huyện, các xã là phối hợp rất chặt chẽ với cái chỉ tiêu của tỉnh giao cho là 420 ha và công ty trồng được 799 ha. Và từ cái việc mà trồng được đó là cái việc mà phối hợp của ban chỉ đạo mía của tỉnh cũng như của các cấp đã đồng hành cùng công ty tích cực tuyên truyền bà con nhân dân nắm bắt được cái chính sách của công ty để đầu tư và phát triển. Thời tiết năm nay thì mưa nhiều thì đối với những cái đất mà trên đồi cao thì là mía là sinh trưởng phát triển rất tốt, nhưng mà cũng qua cái việc mưa nhiều đó thì cũng có những cái diện tích mà đất mà ở dưới cái soi bãi thì nó bị đồng trũng thì cũng bị ảnh hưởng là bị ngập úng. Đây là mía là trong cái thời điểm này là cũng có một vài cái diện tích là cũng đang bị vàng úa. Chúng tôi đang chỉ đạo cho cán bộ đôn đốc bà con nhân dân là khơi thông nước thoát khỏi các cái ngập úng đó. Và hai nữa thì qua cái việc mà mưa lắm như nhiều năm nay thì sâu bệnh năm nay thì cũng đang phát triển rất mạnh, đặc biệt là giờ sâu đục thân. Đối với cây trồng chủ yếu ở trên địa bàn xã Phú này là tập trung vào cây mía. Bởi vì đối với nhằm chính sách, cơ chế chính sách của nhà máy cũng đã có những chế độ ưu đãi ngộ cho người dân và
tăng cường cái sự khuyến khích cho người dân là thực hiện cái việc mà phối hợp cùng với nhà máy để mở rộng diện tích. Ở đây thì cái giống mía K3 này thì cũng rất phù hợp với lại là thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng trên địa bàn xã. Hiện nay là đối với cây trồng này phát triển rất tốt. Có sự ủng hộ và đồng hành từ phía chính quyền và người dân, diện tích mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh năm 2024 đã tăng hơn 30% so với những năm trước. Đây là tín hiệu tích cực đối với sự phục hồi và phát triển của ngành mía đường. Tuy nhiên, năm nay lượng mưa nhiều đã gây khó khăn cho ngành sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành mía đường nói riêng, ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh trưởng của cây mía. Đặc biệt là tại những vùng trũng thấp gây ngập úng, thối rễ, phát sinh sâu bệnh hại cho cây trồng. Trước tình hình đó, công ty đã cử cán bộ phối hợp với người dân, tiến hành các biện pháp chống ngập úng và phòng trừ sâu bệnh hại cho mía. Do một số cái diện tích đồng trũng nên là nó bị úng, nó vàng, nó không phát triển được. Bà con nhân dân đang tập trung chăm sóc, bón phân để cho nó đảm bảo cái năng suất. Thế còn về cái giá cả thu mua của nhà máy thì năm nay nhà máy cũng đã hợp đồng với lại bà con nhân dân trong một vài năm tới, cái giá mía ổn định, bà con nhân dân cũng đã có phần tin tưởng và có thu nhập, nên là bà con cũng rất yên tâm với lại trồng cây mía. Khu vực chúng ta đứng đây là một khu vực là thường hay bị lũ quét mà hay bị ngập lụt, thậm chí là cách đây khoảng 10 ngày thôi, ở chỗ chúng ta đứng đây có thể là sẽ ngập tới ống đồng. Thế cho nên là chúng tôi cũng rất lo là cây mía sẽ bị sâu bệnh nhiều. Để đảm bảo phát triển chuỗi giá trị hiệu quả bền vững, công ty còn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Công ty hỗ trợ khuyến khích bà con nông dân đầu tư mua máy bay phun thuốc trừ sâu cho mía, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác trồng và chăm sóc mía nguyên liệu. Hiện công ty đang tiếp tục triển khai nhiều chính sách khuyến khích người trồng mía như tăng giá thu mua, tăng định mức đầu tư với diện tích mía trồng mới, trồng lại là 35 triệu đồng một hecta và 20 triệu đồng với mía lưu gốc. Hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm sang trồng mía là 3 triệu đồng một hecta. Chuyển đổi từ đất đang trồng cây lâu năm sang trồng mía là 5 triệu đồng một hecta. 100% chương trình làm đất tại các cánh đồng mía đã áp dụng cơ giới hóa. Theo đó, công ty đã duy trì 11 máy làm đất hỗ trợ bà con vùng nguyên liệu. Với những vùng điều kiện địa hình không phù hợp, công ty sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng trên hecta để đầu tư làm đất. Ngoài các chính sách ưu đãi thu hút người trồng mía, doanh nghiệp cũng đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật trồng mía phù hợp với điều kiện canh tác ở từng vùng, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, cải thiện giống mía, quy trình canh tác và sử dụng phân bón hợp lý hiệu quả theo hướng giảm các loại phân vô cơ, tăng các loại phân hữu cơ nhằm nâng cao năng suất chất lượng mía. Vừa qua thì nó mưa nhiều cho nên là cái tình trạng sâu cũng không phun được. Thì đến nay thì thời tiết cũng đã ổn định dần thì chúng em tập trung là cho phun phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay trên toàn vùng nguyên liệu chúng tôi là đang có 5 tổ bay và đang phun tích cực tập trung vào cái phun phòng trừ sâu đục thân. Hiện nay là đang sâu đục thân là đang phát triển rất mạnh. Đồng thời thì chúng tôi cũng phun phòng trừ dẹp sớm. Đấy là những cái giải pháp mà phòng trừ sâu bệnh của công ty. Về cái cây mía là chúng tôi cũng xác định đây là một cái cây cũng chủ lực của địa phương. Bởi vì là cái thế mạnh địa phương là có cái diện tích trồng mía rất là phù hợp và được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Như năm 2023 vừa qua và cũng như năm nay, diện tích mía thì so với vài năm trước đây thì cũng đã được khôi phục trở lại. Năm 2024 thì Đông Lợi chúng tôi được giao 15 ha. Thì trong những cái giai đoạn đầu cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên trong cái được cán bộ nông vụ và các cái chính sách của công ty Đường Sơn Dương hỗ trợ cho bà con rất là đáp ứng với lại cái năng suất và cái cây mía đem lại. Do vậy là năm nay chúng tôi vượt kế hoạch được giao là đạt 15,1 ha diện tích trồng mới và đặc biệt là cái diện tích lưu gốc thì cũng được bà con nhân dân là người trồng mía là chăm sóc rất là tốt. Trên những cánh đồng mía,
cán bộ của công ty cổ phần mía đường Sơn Dương luôn sát sao đồng hành cùng bà con nông dân, cùng với hướng dẫn cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho mía. Với giá thu mua nguyên liệu như hiện nay, chính quyền địa phương cũng như người nông dân rất đồng tình ủng hộ và tin tưởng, phấn khởi, gắn bó với cây mía. Bà con vẫn đang duy trì và phát triển thêm những cái diện tích đất trống để trồng thêm mía. Vừa rồi thôn tôi cũng đã trồng được hơn 7 ha đất mới để đảm bảo thêm cho cái nguyên liệu cho nhà máy và tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Theo định hướng đến năm 2025, công ty cổ phần mía đường Sơn Dương sẽ tăng diện tích toàn vùng lên 4.000 ha, sản lượng đạt trên 320.000 tấn. Công ty đang nỗ lực cùng các cấp các ngành triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Tuy nhiên, thách thức hiện nay đặt ra cho công ty đó là làm sao để giữ vững và phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động cũng như người trồng mía. Vùng nguyên liệu của công ty năm nay thì tăng hơn năm trước khoảng 30%. Và cái hướng phát triển của công ty năm nay chúng tôi là dự kiến là phát triển thêm 1.200 ha nữa. Và chúng tôi cũng đang xây dựng những cái chính sách hỗ trợ cho bà con là tốt nhất để bà con phát triển tập trung cho cái mía. Thế đặc biệt ở đây thì cái giá cả là chúng tôi quan tâm, giá thu mua cho bà con và ổn định trong 3 năm. Là giá hiện nay thì chúng tôi đang thu mua cho bà con là giá là 1.300.000 đồng trên một tấn. Và các cái chính sách hỗ trợ như chuyển đổi cây trồng cho đối với diện tích cây trồng hàng năm thì là 3 triệu đồng trên ha, và đối với diện tích cây trồng lâu năm là chúng tôi hỗ trợ 5 triệu đồng trên ha. Ngoài ra thì những cái diện tích mà đất cao đồi không cày được thì chúng tôi hỗ trợ là 3 triệu cho làm bằng máy cuốc. Với nhiều người dân Tuyên Quang, từ lâu cây mía trở thành cây trồng chính mang lại lợi nhuận kinh tế cao hơn so với cây trồng khác. Vì vậy, ngay cả khi giá mía xuống thấp hay thị trường đường bấp bênh, thì người dân vẫn gắn bó với loại cây trồng này. Hơn nữa, có sự bảo trợ về giá, hỗ trợ công chăm sóc, thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, nên người dân đã yên tâm gắn bó với cây mía. Với trên 2.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Lâm Bình, để đảm bảo cho sản xuất mía đường niên vụ 2024-2025, công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đang cùng với các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng và bà con nông dân triển khai nhiều biện pháp tích cực đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân trong thực hiện mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía đường bền vững.